mục tiêu của Tổng Bí thư trong việc Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm là gì? Vào ngày 25 tháng 10, Quốc hội Việt Nam đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm đối với 44 nhân sự do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Kết quả tín nhiệm cụ thể theo từng mức của các cá nhân đã được truyền thông nhà nước công bố chi tiết. Việc tên gọi của 3 mức đánh giá đối với sự tín nhiệm ở Việt Nam là tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp, tín nhiệm đã gây ra nhiều tranh cãi, trong khi phổ biến ở các quốc gia khác chỉ có 2 mức, cụ thể là tín nhiệm và bất tín nhiệm. Nhà báo Lưu Trọng Văn viết trên trang Facebook cá nhân đã đặt vấn đề khá thú vị như sau. Câu hỏi đặt ra là tại sao trong 500 vị đại biểu quốc hội, hầu hết trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, tức là có trí tuệ sáng láng, có kho tàng tiếng Việt trong sáng, lại không thấy vị nào thắc mắc cái việc mà hầu hết cử tri cho là buồn cười. Khi quốc hội đề ra 3 mức tín nhiệm, trong đó có cụm từ tín nhiệm thấp để các đại biểu quốc hội bỏ phiếu. Ở đây tiếng Việt thêm một lần nữa phải thử thách. Đến giờ gã vẫn không hiểu nổi tín nhiệm thấp nghĩa là như thế nào. Các lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia bỏ phiếu tín nhiệm. Còn nhà báo Lê Huyền Ái Mỹ, cựu tổng biên tập báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh thì càm ràm trên trang cá nhân rằng nghe giang giảng công khai số phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp mà bực cho cái sự trong sáng của tiếng Việt. Chưa nói đến tỷ lệ cao tín nhiệm thấp và tỷ lệ thấp tín nhiệm cao, nhịu cả lưỡi. Nhưng giới chuyên gia thì cho rằng đó là sự lắt léo có chủ ý của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, đang muốn mập mờ cho người dân thấy rằng lãnh đạo đảng không có ai bất tín nhiệm. Vì mức cuối cùng là tín nhiệm thấp thì vẫn là tín nhiệm. Đó là một trong những lý do mà giới chuyên gia khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm lâu nay chỉ là một chiêu trò có tính chất mị dân. Việc này chỉ để thể hiện chức năng giám sát của Quốc hội là có, chứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Nghị trường Quốc hội tại Việt Nam. Nhưng Đài Á Châu Tự Do đã dẫn ra ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang, chuyên gia nghiên cứu về chính trị tại Việt Nam, thì cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm là sự thận trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tránh tình trạng đấu đá nội bộ, và cách này một phần nào đấy để giảm thiểu các rủi ro. Thứ nhất là gây mâu thuẫn trong nội bộ. Thứ hai là nguy cơ những phe nhóm trong nội bộ lợi dụng chuyện lấy phiếu tín nhiệm này để mà tạo ra bè phái. Đây là nguy cơ mà Đảng Cộng sản Việt Nam rất lo ngại. Mặt khác, trước khi Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội là để làm căn cứ lựa chọn nhân sự lãnh đạo cấp cao cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2016. Theo giới thạo tin đánh giá, thì việc lấy phiếu tín nhiệm là cơ hội cho Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ sử dụng sân nhà để mà ghi điểm cho mình. Đồng thời, ông Huệ với vai trò chủ nhà sẽ tìm cách để đánh thấp điểm của các đối thủ cùng chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư mà ông ta mong muốn. Điều đó có liên quan gì tới việc tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 giữa nhiệm kỳ khóa 13 diễn ra vào tháng 5 năm 2023 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã lấy phiếu tín nhiệm trong nội bộ đảng đối với 21 ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dư luận lúc đó quan tâm tới 3 ứng viên sáng giá bao gồm Phương Đình Huệ, Phạm Minh Chính và Võ Văn Thưởng, được cho là sẽ tranh chức vụ Tổng Bí thư khóa 14 sắp tới. Trước đó có nhiều đồn đoán cho rằng Tổng Trọng muốn loại Chính để chọn Huệ ngồi vào ngai vàng, nhưng kết quả bất ngờ, số phiếu tín nhiệm của Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính thì lại ngang ngửa, và cả hai đều xếp sau Võ Văn Thưởng. Vì thế, việc bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 25 tháng 10 rất quan trọng với tương lai của ông Vương Đình Huệ. Thực tế, kết quả công bố cho thấy ông Huệ đã bỏ xa Phạm Minh Chính. Kết quả đó sẽ tạo tiền đề cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp xếp nhân sự kế nhiệm tại Đại hội lần 14 được thuận lợi hơn và có ý đồ đã chọn. Nếu như vậy, kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm vừa qua Quốc hội, rõ ràng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạt được mục tiêu. Điều đó cho thấy việc lấy phiếu tín nhiệm cuối cùng chỉ nhằm phục vụ cho cuộc đấu đá nội bộ của Đảng và tranh giành quyền lực trong thượng tầng chính trị của Việt Nam mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin mục tiêu của Tổng Bí thư trong việc Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm là gì. Cảnh giác với chiêu trò ngâm rồi ngậm, tiền quyên góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp ra sao?
vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra vào đêm rạng sáng ngày 13 tháng 9 với cái chết thương tâm của 56 người, có những gia đình không một ai sống sót. Điều đó đã gây bức xúc rất mạnh cho cộng đồng trên cả nước. Ngay lập tức, nhiều người gồm đủ các thành phần khác nhau cùng chung lòng quyên góp vào quỹ hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Chỉ trong một thời gian ngắn, cộng đồng trong cả nước đã đóng góp được hơn 110 tỷ đồng với mong muốn số tiền này sẽ mau chóng được chuyển tới các gia đình nạn nhân nhằm góp phần giảm bớt những mất mát. Vậy mà cho đến nay, đã có cuối tháng 10 năm 2023, mạng xã hội đã giật mình khi được biết số tiền hơn 110 tỷ đồng trên vẫn án bình bất động, nằm ngủ trong ngân hàng và đương nhiên tiền gửi ngân hàng thì sẽ sinh lời. Hà Nội sẽ có phương án với 110 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư, họ nói như vậy. Điều đang nói là việc chỉ vỡ lở khi một trong các nạn nhân vụ cháy bức xúc và lên tiếng trên mạng xã hội và lập tức báo chí đã vào cuộc. Tờ báo Dân Trí vào ngày 27 tháng 10 có bản tin Hà Nội sẽ có phương án với 110 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini. Cụ thể, thông tin với báo chí vào ngày 27 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Lan Hương cho biết, tính đến cuối tháng 9, tổng số tiền được Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố tiếp nhận từ các tổ chức, tập thể, cá nhân ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini là 112 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị đã chi trả khoảng 6 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, giúp nạn nhân ổn định ban đầu. Vậy, theo vị đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại thành phố Hà Nội, thì Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân đang lên phương án để xin ý kiến các ban ngành của thành phố về việc phân bổ số tiền này. Rõ ràng là số tiền hơn 100 tỷ là tiền do cộng đồng ủng hộ cho nạn nhân, chứ không phải là tiền của Mặt trận Tổ quốc. Hà cớ gì phải xin ý kiến cấp trên để rồi ngâm tiền trong ngân hàng lâu đến vậy. Rồi viện dẫn lý do đang lên phương án, đó không chỉ là sự quá chậm trễ mà dấu hiệu của sự trục lợi. Mạng xã hội thấy rằng cái gọi là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là nơi thường xuyên kêu gọi, vận động dân chúng ủng hộ tiền đóng góp hỗ trợ. Song đây cũng là tổ chức chuyên ngâm để rồi ngậm luôn tiền quyên góp khi có cơ hội. Chỉ ít thì cũng là tiền lãi gửi ngân hàng, tiền ủng hộ cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Một lần nữa chứng minh cho điều đó. Một điểm tiếp nhận ủng hộ cho các nạn nhân vụ cháy tại Hà Nội. Câu thành ngữ đi qua ruộng dưa, chớ buộc dây dày. Có nghĩa là làm bất cứ điều gì cũng phải công khai, minh bạch và kiểm tra được. Tại sao sau hơn một tháng, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội vẫn không thông tin về việc số tiền ủng hộ nạn nhân vụ cháy chưa được chi trả, với các lý do cụ thể cho cộng đồng được biết, mà họ phải chờ đến khi báo chí vào cuộc điều tra thì mới chịu giải trình. Cũng xin nhắc lại, số tiền hơn 100 tỷ đồng này là của các nhà hảo tâm giúp đỡ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, chứ không phải là tiền của chính quyền thành phố Hà Nội. Công luận cũng đặt câu hỏi rằng, số tiền hơn 100 tỷ đồng đó, nếu gửi ngân hàng mỗi tháng nhận được số tiền lãi là bao nhiêu, và số tiền lãi đó có được gộp vào số tiền ủng hộ cho các nạn nhân, các nhà hảo tâm đã giúp họ hay không? Bài học tiền quyên góp của các nhà hảo tâm trong các vụ lũ lụt cứu trợ vào năm 2020 vẫn còn đó, khi danh hài Hoài Linh đã quên mất 14 tỷ đồng mà sau nhiều tháng mới bị phát hiện. Không hiểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội có đi vào vết xe đổ của Hoài Linh nữa hay không? Cục Bảo trợ xã hội thăm hỏi động viên người nhà nạn nhân tại khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai. Mới nhất, truyền thông nhà nước đưa tin Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết tổ chức này còn 932 tỷ đồng trong quỹ phòng chống dịch COVID-19 được huy động từ các nguồn lực xã hội và đề nghị Trung ương cho ý kiến về việc sử dụng nguồn quỹ này. Lập tức cô luận đặt ra câu hỏi vì sao gần 1.000 tỷ đồng tiền ủng hộ trong đại dịch COVID-19 mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng ngâm rất lâu đến như thế để làm gì? Phải chăng do scandal tiền ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư bị bại lộ, sợ rứt dây động rừng, nên họ đã mau chóng tự thú? Dư luận xã hội còn muốn hỏi về số tiền mà Ủy ban Mặt trận Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyên góp được trong đại dịch COVID-19 lên tới 15.000 tỷ đồng đã được thu chi như thế nào, sao vẫn chưa thấy công khai cho người dân được biết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Cảnh giác với chiêu trò ngâm rồi ngập, tiền quyên góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de